Đây là động cơ điện 200kW, 270 ngựa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và đã được xuất khẩu hơn 80 quốc gia trên thế giới. Và bên trong là lớp tôn Stator và Rotor có khả năng tiết kiệm điện đạt tiêu chuẩn châu Âu. Động cơ điện có tuổi thọ 15 năm và phần vòng bi bạc đạn có thể được làm theo yêu cầu của quý khách, có thể là loại của Đức hoặc của Nhật.